tay miệng giường, anh ra đón nàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiểu giang anh khóm, song sáo câu hò điều ly bớ nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyến ly chung tình. Câu duyên cầu ơi, ai đâu quên những chiều thân tiên.
lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kim vẫn còn. Ai đêm bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng lặng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tan tật tình tan, cầu tre tan tật tình tình rằng nhớ ở đây. Sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kim vẫn còn. Là quy luật tất yếu của con người chúng ta trong cuộc sống này.
mà Thiên Chúa đấng tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, hôn nhân là một lời hứa cao nhất của tình yêu. Và khi mỗi người chúng ta nhận ra rằng trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta không ai có thể thiếu một nửa kia của cuộc đời. Vâng, cả hai đem đến cho nhau những gì cao nhất, những gì tốt đẹp nhất, cũng như cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Và rồi với tình yêu, với sự gần gũi của đôi bạn trẻ cùng sinh ra và lớn lên trên cùng một mảnh đất quê hương, vâng, Xuân Hòa yêu dấu, rồi đôi bạn trẻ Phương Ninh và Thế Anh đã gặp gỡ và quen biết nhau và yêu nhau, tìm hiểu nhau sau bao ngày tháng. Và giờ đây đôi bạn trẻ Phương Ninh và Thế Anh đã quyết động neo đậu bến bờ của hạnh phúc và được sự chấp thuận đồng ý của hai bên gia đình. Thì ngày hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 2023, tức ngày 9 tháng 1 năm Quý Mão, họ nhà trai xin phép sang nhà họ gái để đảm lễ an hỏi cho đôi đương và chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ cho hai em. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị rất kính mến, ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta có mặt tại nơi đây bởi chung một lý do, đó là chúng ta cùng trở về nơi đây để cùng chúc mừng cho đôi yên ương của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Chúng ta cùng chúc cho đôi trẻ được sum họp một nhà, chúc cho hai bạn được mặn mà tình duyên, hai họ đôi bên sâu hiền dễ thảo nên duyên tháng ngày. Và ngày hôm nay vẫn là ngày lễ đính hôn được khởi sự. Trước giờ trên diện của quý cha bác đôi bên, bà Việt Nam đã chuẩn bị với những xính lễ vật, vâng, gồm những lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng cho những tập tục, cho những phong tục tập quán của quê hương đất Việt chúng ta đã được các bậc cha ông, các bậc tiền nhân đã để lại cho chúng ta qua bao thời đại nay. Và để rồi để xin trình tiến lên các quý vị và để cho Phương Ninh và Thế Anh đây được kết duyên với nhau, và rồi cũng xin ông bà cha bác chứng giám và tiếp nhận cho những lòng thành mà các quý vị đại diện cho quý họ nhà trai dành tặng cho quý họ nhà gái trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị rất kính mến, vừa qua về sự nghi lễ đính hôn trong đại hòa đôi bọn trẻ hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được vui mừng và lòng nhiệt chào mừng sự hiện diện của hai vị trưởng phó đoàn cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dưới chú bác của mờ đại diện cho quý đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ về dự rất đông đủ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin quý vị một lần nữa dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nhiệt để chúc mừng cho niềm vui, tình yêu của đôi bọn trẻ hôm nay. Và để hoàn tất mọi thủ tục cũng như hướng tới công việc trọng đại ngày mai, thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị tay mật bà đại diện cho quý họ nhỏ trai và gặp quỳ hương xóm 18 yêu dấu của chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu với những lời phát biểu lời chúc mừng cao quý trong ngày hôm nay. Xin quý vị và đại diện chào tay thật đơn tốt nhất để chào đón vị đại diện cho quý họ nhỏ trai. Kính này các bậc anh linh tiên tổ cao xa, kính thưa các quý ông quý bà đại diện cho bốn họ hai gia đình rất kính mến, ngày hôm nay hai gia đình chúng ta tụ tập nơi đây để mừng lễ ăn hỏi đính hôn của hai cháu, cháu Thế Anh và cháu Phương Linh. Được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hai cháu đã được tự do tìm hiểu trong luật hôn nhân và gia đình, và hai cháu đã được phía chính quyền, phía đảng ủy chính quyền và về phần giáo hội, các cháu đã làm tròn các bổn phận của đôi lứa đôi. Vậy giờ đây hai gia đình chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu, để ngày mai các cháu được tổ chức lễ trăm năm hạnh mừng hạnh phúc cho hai cháu. Vậy giờ đây tôi
đại diện cho phía nhà trai cũng xin phép được gửi tới các quý cụ, trước hết là các bậc anh linh tổ tiên của gia đình và các quý cụ dòng họ bên họ gái. Hôm nay là ngày đăng hỏi của các cháu, thì gia đình ông bà, ông trưởng đản cũng như là quý họ nhà trai chúng tôi có xí lễ tới gia đình họ nhà gái để làm lễ ăn hỏi cho các cháu, để ngày mai các cháu được tổ chức trăm năm tại gia đình họ nhà trai. Và trong xí lễ hôm nay, chúng tôi cũng xin gửi gắm tất cả những cái gì mà hai gia đình cũng đã bàn bạc nhất trí về vấn đề vấn danh hỏi cả như thế nào, và các nghi lễ của ngày mai và lễ xin cưới của ngày mai, chúng tôi sẽ xin gửi gắm tất cả vào cái khay nhỏ bé đẹp đẽ của tình yêu Thiên Chúa đã ban tặng cho hai cháu và hai gia đình chúng ta. Và cuối cùng, tôi xin chúc quý ông bà đại diện cho hai dòng họ, bốn dòng họ và hai gia đình một lời chân thành và lời cảm ơn của gia đình họ nhà cha chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị rất kính mến, vừa rồi đó lời phát biểu rất cao quý của một vị thay mặt phật diện cho quý họ nhà trai đã có đôi lời chúc mừng. Và đặc biệt là với những lời chúc mừng đã vun đắp cho mối nương duyên, cho tình yêu của đôi bạn trẻ man đồng yêu thương nhau, rồi sẽ vun đắp cho tình yêu của đôi bạn trẻ bước vào một đời sống hôn nhân, một đời sống gia đình mới. Và người ta thường nói rằng là rể hiền đến trai và dâu hiền đến gái, tin chắc rằng hai bên gia đình sẽ có rể hiền và dâu thảo như cuộc sống của tất cả mọi người chúng ta hằng mong ước. Thì ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị thay mặt và đại diện cho quý họ nhà gái của chúng tôi sẽ lên sân khấu và có lời phát biểu, lời chúc mừng và lời cảm tạ tri ân tới tất cả các quý vị cũng như chấp nhận tấm lễ của quý họ nhà trai hôm nay. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã chúc phúc cho tình yêu của hai cháu hôm nay và mãi mãi. Trọng kính các quý cụ ông bà, quý vị đại biểu khách quý, các bà cô bác cậu mợ chú dì và bạn bè nam nữ của hai cháu, ngày hôm nay quý đoàn cao cả của họ nhà trai có cơ chào đăng hỏi cả cũng như các sính lễ theo phong tục tập quán của quê hương tới quý họ nhà gái chúng tôi. Trước hết là kính trình lên tiên tổ cũng như dâng lên các quý cụ cũng như họ nhà gái. Tôi xin đại diện cho ông bà ông trưởng thủy cũng như quý họ nhà gái xin trân trọng cảm ơn quý đoàn cao cả của họ nhà trai, và xin chấp nhận cơ chầu này để cho hai họ chứng quả cho cái tình yêu của hai cháu mãi mãi được tốt đẹp. Trước khi ngừng lời, tôi xin kính chúc các quý cụ ông bà song thân hai họ mạnh khỏe, thánh đức và thành đạt. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể các quý vị, sau khi mới vừa rồi mà lời phát biểu rất ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, đầy đủ những tâm tình của vị đại diện cho quý họ nhà gái của chúng tôi đã thay lời cho gia đình, vâng, ông bà Thủy Hương cũng như thay lời cho Phương Ninh, vâng, và vâng, Thế Anh, và có lời cảm tạ tới tất cả quý vị và chấp nhận tấm lễ của quý họ nhà trai. Vâng, và giờ phút này thì tại trung tâm sân khấu, vâng, với những sĩ lễ vật được quý họ nhà trai đã chuẩn bị rất trang trọng, rất đẹp mắt để thay cho những lời cảm tạ, lời tri ân tới công ơn sinh thành dưỡng dục ra, vâng, nàng dâu Phương Ninh có được niềm vui nương hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay, cũng như vâng ra mắt tới ông bà tổ tiên để chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và giờ phút này thì cho phép bạn tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời vâng hai vị đại diện cho gia đình sẽ tiến về trung tâm sân khấu để rồi cùng trao các sính lễ vật cho nhau, một người trao một người nhận. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, sính lễ vật đầu tiên đó chính là quả cau và lá trầu xanh tượng trưng cho tình yêu son sắt bạn đồng của đôi vợ chồng trẻ. Và với quan niệm của ông cha ta thời xưa, trầu cau thể hiện có tấm lòng chung thủy, vâng, của đôi đứa thể hiện gắn bó với ước mong một cuộc sống lâu bền, hạnh phúc dài lâu. Và giờ phút này thì xin kính mời các quý vị dành những tràng pháo tay để chúc mừng với những niềm vui, niềm hạnh phúc. Và xin kính mời bộ phận lễ tân sẽ di chuyển các sính vật vào trong nhà. Và sính vật thứ hai
Vâng ạ, xin tiếp vần là... Vâng ạ, xin tiếp vần thứ hai là xin tiếp vần mâm liều, trà và thuốc. Vâng ạ, xin kính mời một bạn lễ tân sẽ nâng mâm liều, trà và thuốc lá. Vâng ạ, thể hiện cho lời xin phép của con cháu gửi tới ông bà gia tiên, để cầu mong ông bà gia tiên sẽ phù hộ, sẽ chứng giám cho lòng thành kính của chúng con. Xin mời hai vị trưởng đoàn sẽ trao tấm bánh hàn hỏi mới những người mì bánh truyền thống của quê hương. Vâng ạ, thể hiện là cho tấm lòng phu thê được sử dụng của biển với ý nghĩa về tình cảm vợ chồng, thể hiện một mong ước và tình yêu mặn nồng bền chặt. Vâng ạ, vào giây phút này với những tình cảm và vâng ạ, hai vị trưởng đoàn đại diện cho quý thành viên gia đình đã và cùng trao cho nhau những sính lễ vật đã được trang hoàng rất là lộng lẫy. Vâng, xin quý vị chúng ta dành những tràng báo tay thật lớn để chúc mừng với những giây phút rất là cao quý trong niềm vui, niềm hạnh phúc của em đây. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, vâng, và để những niềm vui đứng tận bệnh biến châu là vợ quả câu là chồng, điếu thúc là sợi chỉ hồng, vôi pha với nghĩa, thúc nồng với duyên. Và giờ phút này để xin kính mời hai bà mẹ sẽ cùng tiến về trung tâm sân khấu để rồi cùng trao cơ chầu tập lễ xin cưới cho nhau. Một người trao, một người nhận, xin được trân trọng kính mời. Vâng, giờ phút này với những niềm vui, với những niềm hạnh phúc của hai bà mẹ đã và đang cùng với những niềm hạnh phúc cùng trao cho nhau. Vâng, một người bác và một người mẹ đã và cùng trao cho nhau với những niềm vui, niềm hạnh phúc để từ nay đến bên gia đình đã trở thành thông gia. Và chúc cho mới tỉnh thông gia của đến bên gia đình sẽ ngày càng keo sơn thắt chặt hơn. Vâng, xin quý vị dành những tràng pháo tay tương nhiên để chúc mừng cho niềm vui, niềm hạnh phúc của đôi bên gia đình hôm nay. Vâng, xin cảm ơn hai bà mẹ rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, kính thưa toàn thể quý vị, vào lúc này đây trên sân khấu chúng tôi đó chính là hình ảnh của Phương Linh và Thế Anh đã hiện diện trước khán vòng hạnh phúc để rồi ra mắt tới toàn thể các cụ cũng như toàn thể quý quan niên hai họ. Và để thay cho lời cảm tạ, lời chúc mừng tới sự hiện diện rất cao quý của toàn thể các cụ đã dành những thời gian trong ngày hôm nay để cùng trở về để cùng chung dự tham dự cho em. Và giờ phút này xin kính mời hai em sẽ cúi đầu để thay cho những lời cảm tạ, lời tri ân tới tất cả các cụ cũng như tất cả các quý vị trong ngày hôm nay. Xin quý vị dành những tràng pháo tay tất nhiên để chúc mừng. Vâng, vào giờ phút này thì món quà rất là cao quý đến từ người bố yêu quý. Vâng, sẽ có món quà gửi về và người bác đại diện sẽ trao cho vâng hai cháu để thay cho người bố những món quà tặng phẩm để cao quý cho ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng kính mời anh sẽ trở về sân khấu để trao cho vâng người con yêu quý, người cháu dâu vâng với những món quà tặng phẩm trong ngày hôm nay thật là ý nghĩa, để rồi mong hai con luôn luôn vâng yêu thương nhau, mong hai luôn 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 đùm bọc nhau để rồi bước vào đời sống hôn nhân và còn noi gương mẫu gương gia đình thánh gia để trở nên những trung nhân của Chúa, để trở nên một gia đình thánh. Vâng, xin quý vị một lần nữa dành những tràng pháo tay để chúc mừng với những niềm vui của người bác, để thay lời cho người bố yêu quý đã bùng trao cho vâng hai con, trao cho hai cháu với những niềm vui, với những bóng phật vinh kỳ vật trong ngày hôm nay. Xin quý vị vâng dành những niềm vui để chúc mừng cho đôi bạn trẻ hôm nay. Vâng, chính giây phút hạnh phúc và niềm vui đối với niềm vui cho những ngày đầu xuân mới. Vâng, năm 2023 các quý vị đã cùng trở về trong ngày hôm nay, xin được thay lời cho những người làm chương trình xin gửi tới toàn thể các quý vị với những niềm vui, lời kính chúc sức khỏe, chào mừng đầu xuân mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, vạn sự các
Phượng. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác rất nhiều. Và xin kính mời hai em sẽ tiến đến trước các bàn trà để rót những tách trà thay cho những lời cảm tạ tới tất cả các quý vị trong ngày hôm nay. Và với món quà ý nghĩa đến từ người bố, và người bác đã thay cho người bố trao cho hai cháu những món quà kỷ vật trong ngày hôm nay, đã khép lại chương trình lễ đính hôn trọng đại. Và giờ phút này, để thay cho những lời chúc mừng, lời cảm tạ tri ân, thì ngay sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời một vị thay mặt và đại diện cho quý họ, vâng ơn nhận lời chúng tôi sẽ có đôi lời cảm tạ, lời chúc mừng tới tất cả các quý vị trong ngày, và có lời mời tới tất cả các quý vị quan khách trong ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì, chú bác cùng gần xa của hai dòng họ, cũng như bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm nay hai gia đình có chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức công việc trăm năm mừng hạnh phúc cho các cháu. Sự hiện diện của hai dòng họ ở đây cũng như là quý cụ, quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác cùng gần xa của hai gia đình, cũng như bạn bè thanh niên nam nữ của hai cháu về đây là niềm vui cho gia đình chúng tôi, cũng như ông bà ông Thùy. Tôi xin thay mặt cho quý họ cũng như ông bà ông Thùy xin có sửa bữa cơm thân mật để chúc mừng trăm năm hạnh phúc cho các cháu trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Thì xin phép cho trong hai họ là cho chúng ban tiếp tân được dọn tiệc, và xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác cầu mở trong hai dòng họ ta dùng tiệc rồi cùng chung vui chúc mừng cho hai gia đình và hai cháu ạ. Chập chờn đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Quay xôi đầy mâm, cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ồ, ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, sao mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta.
thì giờ phút này thay mặt cho ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị thay mặt và đại diện cho quý họ là trai sẽ lên có đôi lời phát biểu lời cảm tạ tri ân tới tất cả các quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho hai gia đình các ông các bà chọn được những ngày lành tháng đẹp để tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu thật là hoành tráng. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, bạn bè của hai cháu, hôm nay Chúa đã thương và ban cho hai cháu đã đến chuẩn bị đến ngày đơm hoa và hái quả. Vậy hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ ăn hỏi để ngày mai bước vào ngày mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vậy tôi xin thay lời cho đoàn đại biểu họ trai xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp của họ nhà gái trong buổi hôm nay rất là long trọng. Và xin phép quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cậu mợ của họ gái, tôi xin được thay lời cho ông bà trưởng đảng cũng như đoàn đại biểu họ trai chúng tôi ngày mai được đón cháu vào lúc 12 giờ kém. Trong khi chúng tôi, đoàn họ trai chúng tôi khoảng 11 giờ qua 5 phút là đoàn đại biểu chúng tôi tới, thì mong quý họ nhà gái cũng như ông bà cũng chấp nhận cho. Và giờ này đã về chiều, tôi xin phép đoàn đại biểu họ trai chúng tôi để trở lại nhà. Khi ngừng lời, tôi xin chúc quý vị của hai dòng họ một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi một lời phát biểu rất cao quý, một lời cảm tạ tri ân của một vị thay mặt và đại diện cho quý họ nhà trai đã có lời cảm tạ tới tất cả các vị với những thịnh tình đón tiếp rất là đồng hậu và chu đáo. Và giờ phút này cũng là để tiếp nhận những tình cảm và sự cao quý của các vị đại diện cho quý họ nhà trai, thì ngay sau đây ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời một vị thay mặt và đại diện cho quý họ nhà gái của chúng tôi thay lời cho bà Thủy Hương cũng như vâng hai cháu xin được trân trọng kính mời sẽ trở về sân khấu với những lời phát biểu ý nghĩa trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa các cụ, công, các bà, quan viên hai họ, con xin tự giới thiệu, con là cậu của cô dâu Phương Linh. Và ngày hôm nay thì con cũng xin phép được đại diện cho gia đình họ nhà gái gửi tới quý gia đình họ nhà trai lời cảm ơn chân thành sâu sắc về sự hiện diện của quý họ nhà trai trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Trong buổi lễ đính hôn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể gia đình lượng thứ. Và cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin kính chúc quý cụ, quý ông, quý bà cùng toàn thể hội hôn, toàn thể hai gia đình chúng ta năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý. Con xin chân thành cảm ơn. Rất là tuyệt vời, vừa rồi một lời phát biểu rất cao quý của vị thay mặt và đại diện cho quý họ nhà gái cũng thay lời cho bà Thủy Hương cũng như với gia đình có lời cảm tạ tới toàn thể các quý vị và các đại sứ hiện diện của các vị đại diện cho quý họ nhà trai đã dành những thời gian để rồi cùng trở về cùng tham dự trong chương trình lễ đính hôn cũng như tham dự trong bữa tiệc thân mật trọng đại. Và giờ phút này mọi công việc cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho đơn vị gia đình, thay lời cho Phương Linh và Thế Anh cũng như là chương trình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các cụ cũng như toàn thể các quý vị khách quý, các quý vị thân quý khách xa gần đại diện cho quý nhiều bên đôi dân dòng họ đã cùng trở về trong ngày hôm nay với những tình cảm thương quý, với những lời chúc mừng tốt đẹp về cho buổi lễ đính hôn diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn và xin chúc cho tất cả mọi người chúng ta một mùa xuân mới
và xuân Quý Mão 2023 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Cảm ơn các quý vị rất nhiều và rất nhiều.